chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay video thế giới khủng long nha các bạn. Có hai con khủng long, một khủng long đẹp, một khủng long con. Bây giờ mình sẽ tô con khủng long con trước nhé. Sẽ tô màu vàng. Cái giữa đây là màu, giữa đây thì là màu cam. Cái này mình sẽ tô là màu nâu, màu chân của nó thì tô màu nâu. Thế là mình đã làm hoàn thiện bức tranh một con khủng long nha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang con khủng long to. Khủng long to mình sẽ cho màu cũng là màu vàng, nhưng mà nó đậm hơn, nó cũng là cổ dài nha bạn. Con này là cổ dài. Đi đi đi. Theo đúng chiều của bút chì thì nó mới đẹp. Mình đã cần hoàn thiện bức tranh có khủng long các bạn, con khủng long cổ dài. Mấy con khủng long mạnh nhất ở trong các khủng long cũng có con này. Bây giờ mình sẽ tô móng của nó cũng là một nâu nha các bạn. Mình sẽ tô cái này, mình sẽ tô là một cam. Kinh kinh. Mình sẽ tô màu vàng. Mình đã tô xong mặt trời nhé. Bây giờ mình sẽ viết cái đám mây. Mình sẽ chọn màu xanh mặt trời. Bây giờ chọn đám mây mình sẽ viết cỏ nhé. Mình sẽ chọn màu xanh lá cây. Bây giờ mình sẽ làm xong cái cỏ. Bây giờ mình sẽ viết một cái cây ở đây nha. Cây này giống là một cái màu, giống một cái dây dừa. Thế giới khủng long.
mình đã tuôn xong rồi, bây giờ mình sẽ tuôn núi các bạn. Núi thì mình sẽ tuôn bóng nâu. Mình ra hoàn thiện xong cái núi thứ nhất, bây giờ mình sẽ chỉ dẫn người to hơn. Mình gắn tô xong con núi rồi các bạn. Xong núi rồi, nếu các bạn muốn xinh lắm hơn thì các bạn sẽ viết trên này một cam, nếu như một con núi lửa. Xin chào. Mình đã tô xong núi rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tô ngàn màu nâu. Thế giới khủng long chưa ai từng đi. Đây là mình sẽ tô bầu trời. Bầu trời màu xanh nha các bạn. Nó màu xanh quá, giống như bầu trời biển. Con tô nhà đây nhé. Thế như thế thì bức tranh nó đi đẹp và xinh hơn. Thank you.
còn thêm một trăm nghìn video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau nhé.